Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh tin tức 24 giờ. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn thông tin tiểu sử của ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Thành Thành Công TTC Group. Ông là một trong những tỷ phú giàu nhất Việt Nam, được mệnh danh là ông vua mía đường. Đặng Văn Thành sinh ngày 11 tháng 4 năm 1960 tại thành phố Hồ Chí Minh, trong một gia đình có cha là đông y sĩ. Ông là doanh nhân nổi tiếng người Việt Nam, hiện đang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Thành Thành Công. Ông Đặng Văn Thành có em họ là Đặng Văn Điệp, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành ở Tân Lễ Hưng Hà, Thái Bình. Ông Thành và bà Huỳnh Bích Ngọc có 4 người con, trong đó 2 người con lớn Đặng Hồng Anh và Đặng Huỳnh Ức My đã theo cha mẹ kinh doanh từ lâu. Bà Huỳnh Bích Ngọc, vợ ông hiện đang là Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công và là Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín, Sacombrick. Ông Đặng Hồng Anh, con trai ông, 37 tuổi, hiện đang nắm giữ 23.775.456 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín, Sacombrick, chiếm 10,43%. Bà Đặng Huỳnh Ước My, 36 tuổi, con gái ông, theo cha mẹ kinh doanh trong lĩnh vực mía đường. Hiện bà Ước My là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công, thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh. Đầu lập nghiệp, sau khi đi nghĩa vụ quân sự trở về, công việc khởi nghiệp đầu tiên của ông là kinh doanh mà rỉ từ cuối năm thập niên 1980 với các cơ sở sản xuất cồn. Từ một cơ sở sản xuất quần nhỏ, ông đã phát triển nó thành một tập đoàn đa ngành như hiện nay. Sau một thời gian hoạt động, ông đã gây dựng nên công ty Thành Thành Công. Tiếp đó, ông quyết định chuyển hướng sang lĩnh vực mới, giao công việc quản lý công ty cho vợ là bà Huỳnh Bích Ngọc. Lĩnh vực ông quyết định rẽ hướng là tài chính tín dụng với việc xây dựng ngân hàng Sacombank, ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín, được thành lập vào năm 1991 với số vốn điều lệ ban đầu 3 tỷ đồng. Dưới sự lãnh đạo hiệu quả của ông Đặng Văn Thành, ngân hàng không ngừng phát triển đạt số vốn điều lệ lên đến 10.739 tỷ đồng, tổng tài sản sở hữu 144.925 tỷ đồng. Ngày 12 tháng 7 năm 2006, ngân hàng Sacombank chính thức niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với mã giao dịch là STB. Tuy nhiên, do nhiều biến động từ kinh tế, thị trường và nhiều nguyên nhân khác mà giờ đây Sacombank đã không còn thuộc quyền sở hữu và điều hành của ông Đặng Văn Thành. Sau thời gian dài im ắng từ vụ khủng hoảng của ngân hàng Sacombank, ông Thành đã tái xuất trở lại với một tâm thế mới. Ông dành hết tâm tư của mình tập trung vào đứa con tinh thần TTC Group, đặc biệt là lĩnh vực mía đường, ngành kinh doanh thế mạnh của doanh nghiệp. Công ty TTC đã quyết định thu mua hai nhà máy đường của nhà đầu tư Pháp và Bonbon, Tây Ninh và Bao Bon Gia Lai. Nhờ có những phương thức sản xuất cải tiến mới đã giúp năng suất của công ty ngày một tăng. Mỗi năm, Thành Thành Công có khoảng 1,6 đến 1,7 triệu tấn đường được sản xuất, trong đó tiêu thụ nội địa khoảng 1,5 tấn, xuất khẩu 200.000 tấn. Những biến cố liên tiếp từ việc để mất Sacombank vẫn không thể khiến dư luận quên được những thành tựu mà vị doanh nhân người Sài Gòn này đã làm được. Từ chủ nhiệm Hợp tác xã Tín dụng Thành Công năm 1989, ông Thành đã tham gia sáng lập ngân hàng Sacombank vào 2 năm sau. Ông đã đưa Sacombank từ một ngân hàng tư nhân nhỏ trở thành một ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất Việt Nam với số vốn điều lệ lên đến hơn 10.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, ông còn là người tiên phong đưa Sài Gòn Thương Tín trở thành ngân hàng đầu tiên được niêm yết giá trên sàn chứng khoán. Doanh nhân Đặng Văn Thành còn rất quan tâm đến lĩnh vực năng lượng tái tạo. Tuy không phải là người đầu tiên đầu tư vào lĩnh vực này, nhưng ông luôn khẳng định được vị thế của mình khi sẵn sàng rót vào vốn đầu tư kinh doanh mới mẻ này. Ông Thành từng là người giàu thứ 16 trên sàn chứng khoán với lượng cổ phiếu trị giá 798 tỷ đồng. Bên cạnh đó, ông còn sở hữu rất nhiều bất động sản và cổ phần tại các công ty trực thuộc tập đoàn TTC Group của mình. Sau hàng loạt những biến cố xảy ra, khối tài sản mà ông Đặng Văn Thành hiện đang sở hữu đã không còn được như thời kỳ đỉnh cao. Tuy nhiên, ông vẫn là một trong những doanh nhân vị thế lớn trong giới kinh doanh Việt Nam. Hy vọng rằng ông cùng TTC Group sẽ sớm vực dậy được sau những khó khăn để quay trở lại thời kỳ đỉnh cao của mình. Nói đến Đặng Văn Thành, không thể không nhắc tới mối tình tri kỷ tri âm với người đẹp xứ Dừa.
vợ ông, bà Huỳnh Thị Bích Ngọc, người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng mà giỏi giang nhưng luôn thầm lặng đứng phía sau, chia sẻ ngọt bùi với ông trong suốt cuộc đời đầy giông bão. Những ngày nợ đòi nợ réo, một tay bà lo quán xuyến các cửa hàng, thu gom tiền về giúp ông trả nợ, một tay chăm sóc chồng, từng miếng ăn giấc ngủ, an ủi động viên ông trong những lúc cơ cực nhất. Đến giờ này, đã có với nhau 4 mặt con, 3 con trai, 1 con gái, tất cả đã trưởng thành và có sự nghiệp vững vàng, nhưng hai vợ chồng ông đối với nhau vẫn tương kính như tân, dù xung quanh ông có không ít bóng hồng. Ông quen bà từ ngày đầu khởi nghiệp khi xuống Bến Tre thu mua đường, rồi yêu luôn cô bán đường. Nói về vợ mình, mắt ông ánh lên hạnh phúc. Trong những lúc hoạn nạn, có những đêm dài thức trắng, cả hai đều trằn trọc không yên. Nhưng sáng ra vẫn thấy cô ấy mỉm cười, săn sóc cho tôi từng miếng ăn, ly nước uống, giúp tôi giữ vững niềm tin với những lời nói nhẹ nhàng tình cảm. Tôi luôn cố gắng đền bù cho cô ấy, chia sẻ với vợ những phút giây vui vầy bên con cháu, những chuyến đi du lịch xa, quan tâm đến quê hương cô ấy. Chúng tôi đã xây dựng đường làng, bệnh xá, trường tiểu học, thư viện cho ngôi làng An Thạnh nơi cô ấy sinh ra. Lo cho vợ con, lo cho ông bà tổ tiên nội ngoại hai bên chu toàn. Hiện nay, TTC đầu tư rất lớn ở Bến Tre để tạo sức bật cho cây dừa và những sản phẩm từ dừa. Đặc điểm của doanh nhân nào cũng vậy, còn sức là còn chiến đấu. Kinh tế Việt Nam đang trong chiều hướng thuận lợi. Tôi muốn đóng góp sức mình cho đất nước và mong con cháu đi vào quỹ đạo của những giá trị sống đích thực, ông chia sẻ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.